on now. Cắt nhá. Cắt nhá. Nè ông bé à, ông cứng à. 82. 82. Mua về mình quá. Đây. Không bỏ phải em đi. Đi thôi. Đi đi nhanh lên. Cúp lều của cô ta ở kia kìa. Ở đây nấu ở đây này, đây này. Cô ta ở với một người đàn ông khác rồi. Tha hết đi. Không cho cô ta ở đây nữa. Một cắm lên sừng đầu anh cứ tin cô ta nhiều vào. Thôi. Cô ta về. Nó lại của tôi. Cô dám lừa dối tôi à? Bao nhiêu năm nay tôi yêu cô mà. Đi ra. Đây này, đây chính là nhà của cô ta đấy. Anh ngồi đi. Đi về đây. Sao? Thầy à? Có gì đây? Chưa mà. Có gì đây? Chị ăn nhá. Có ăn nào. Trắng bác bơi bà ơi bà đi đi im đi không hát nữa hát đi khói không cũng ngồi khói à cành cang à ăn mì tôm nhá ăn nào em ơi đi này nào nấu mì tôm nhá mồm nữa nhá nhớ chưa kiến á đâu hết rồi. Nó sẽ cay không ăn được. Ăn một bữa canh thôi nhá. Này tôi được. Rồi cầm bát ra đây cho cô để có mì tôm cho bát đâu
Để bát đi đâu không? Chiều quá, ăn cầm thìa đi, cầm thìa. Cầm thìa đi. Rồi. Ngồi đấy, cứ ngồi đấy. Rồi. Thôi nè. Rồi, cho tay ra, không có tay là mồm hết đâu. Tay à? Tay à? Thôi. Thôi, cho tay ra. Tay tay vào ra. Há mồm ra. Há mồm ra. Rồi. Ngon không? Hay quá. Đi dép nào. Đi thôi. Đi bà. Đứng lên nữa. Đứng lên đây, đứng lên nữa nào để có tìm ra. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên để có tìm. Đấy. Ê ơi. Đi thôi. Nào. Đi. Hà con cắn nhau rồi. Mắt bé nữa. Mắt bé nữa. Quả kìa, quả nó chỉ có nào, quả đâu, quả đi ơi, quả đi ơi, quả to không, ai, ai, cắt quả nhá, ai. Hai quả luôn này, ăn không? Măm măm. Đi thôi. Đây rồi. Đây, quả to chưa? Thôi. Ui, to chưa? To chưa? Đèn ra đây. Bông hoa đâu? Lấy bông hoa đi. Đi, xuống đây với con này. Đi, xuống đây. Đi, xuống đây. Cô đi cắt nha. Đấy này.
hơi bé. Đây. Còn này to. Con gì đây? Con gì đây? Này, quả này. Thấy không? Ây ôi. Chỉ cho con cái quả ấy kìa. Đây này. Đây mà. Đây. Đây. Đây này. Đây này. Này. To chưa? To không? Đây. Mà đâu? Quả đâu có chỉ con nè. Này. Đẹp không? Hai quả luôn. Ôi. Wow. Đây rồi. Đây rồi. Hai quả luôn. Đây rồi. Đây rồi. Này. Bông hoa. Bông. Đó. Trời ơi. À. Đến đây với con nào. Quả luôn. Ba quả luôn. Bốn quả luôn. Ây ôi, hai quả luôn này. Đó con, đây này. Đi, lên đây nữa nào. Đi thôi. Ây ôi. Sao bà ngồi thôi.
nào? Xe bà hôi. Đánh này, đâm. Đây chưa, ra ba đứa. Về thôi. Nào ông bé ạ, ông cứng. Bé nó mà nó ra để lên đầu tiên đây. Cô đơn một hai quả, hai ba quả hộp đấy, kiểu thế không đấy các bạn. Em để cho lợn. Đây là cái quay không mà hết. Ngọt luôn, ngọt cao không hòa bình nhá, có thể 5T2. Ngọt chứ không phải nó chua đâu mà chị khai lại đi em ơi. Đấy, ngọt thì không ngọt, mua về mình có ăn quả nào đâu. Ngọt quá thôi. Đấy, nó cũng ngọt, nhưng mà cũng chọc vào đấy. Cũng đánh.
Có ngày như thế đấy, con bé kia từ sáng rồi cháu cho con mấy sợ ừ. Cháu hiểu cháu cùng con cháu hiểu. Ngọt chị ạ, ngọt. Đấy. Cái này 13, cái này 15 chị ạ, đây ngọt 6. Cái này nó cao không à mình?
Ăn được ăn rồi thì cô không có mấy đâu. Không có. Đau chân. Nhưng mà chắc nhận phải mua. Chả biết có ngon không. Ngon mà cháu để lại ăn mà. Cứ đi thôi. Mà đất của nhà anh luôn à? Ừ, anh lên. Đi 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 nhanh lên lên. Đi lên. Đi đâu đấy? Túp lều của cô ta ở kia kìa. Phải đâu. Em nhìn thấy rõ ràng. Đi 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 theo em. Ở đây nhỉ? Dạ. Sao cô ta đến đây ở nhỉ? Đây đây. Nhưng mà em có nhìn đúng đây là nhà cô ta không? Chính xác là nhà cô ta, anh bị cô ta cắm sừng rồi. Cô ta đi với một người đàn ông ở đây nấu nướng ở đây này, đây này, đây này, anh thấy chưa? Không thể chịu được. Sao cô ta lại ra đây ở được? Cô ta ở với một người đàn ông khác rồi, cắm sừng lên đầu anh rồi. Anh còn không chịu nghe tôi. Cứ thích đi theo cô ta làm cái gì? Đây ạ, con dao nữa. Ta nấu cơm này, bát đũa này, không thể chịu được. Anh phải đốt hết cái lều này đi. Anh phá hết cái lều này đi. Không cho cô ta ở đây nữa. Cô ta dám lừa dối anh. Sao cô ta lừa dối anh được như thế nhỉ? Đi đi, đốt hết đi. Không cho cô ta ở đây nữa. Ta dám lừa dối anh à? Cô ta còn cắm lên sừng đầu anh cứ tin cô ta nhiều vào. Cô ta còn mang cả một người đàn ông nữa về đây ở đấy. Nhưng mà sao em lại biết? Có cái chuyện gì ở cái làng này là em không biết đâu. Thế này thì cô ta có lâu mới có nhà để ở nữa. Cô ta về, cô ta về. Nó lều của tôi. Này, cô dám lừa dối tôi. Tôi sẽ đốt nhà cô. Cô đi ra đây. Dối tôi à? Bao nhiêu lâu nay tôi yêu cô mà. Cô ta ở đây này. Hai người đi, đây là khoảng nhà tôi. Đây là đất của bọn tôi. Cô ta. Cô dám lừa dối tôi bao nhiêu lâu nay, cô có con người khác. Đây là khoảng nhà tôi ngay. Anh thấy chưa? Cô ta đây này, đi ra. Ở đây này. Đây chính là nhà của cô ta đấy. Hai người đi đi. Này, cô kia. Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Hai người cô đi. Bình thường nhá. Rồi nín 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 nín. Nín nhá. Nhìn đi, nhìn. Nhìn đi, nhìn. Cô đi về nhá. Nhá. Cô đi về đây. Ở đây nhá. Nhá, dạ đi. Đi ra kia để cô đi dọn nồi nhá. Đúng đi. Cô kia về rồi, không sợ đâu nhá. Dám đốt lều của mình à? Thank you.